Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, sáng nay Sở Y tế Hà Nam cho biết đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân của tỉnh Hà Nam. 2 trường hợp trên đều là nữ ở thôn Phú Lư, xã Chân Lý và thôn Cầu Không, xã Bắc Lý thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đây là các trường hợp F1 có tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19 tại thôn Quan Nhân và thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Như vậy, tính đến 7 giờ sáng nay, chùm lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam liên quan đến bệnh nhân 2.899 đã lên tới 12 trường hợp. Ngay trong sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Ninh Bình bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 1 từ ngày 27 tháng 4. Để chiến dịch tiêm phòng đạt hiệu quả, ngành y tế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch, chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ tiêm chủng, phấn đấu đạt mục tiêu tiêm chủng an toàn đúng tiến độ. Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình là một trong những đơn vị được lựa chọn triển khai điểm tiêm phòng vaccine COVID đợt 1 của tỉnh. Để đảm bảo công tác tiêm vaccine diễn ra an toàn đúng tiến độ, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhân lực, vật lực, phục vụ hoạt động tiêm chủng đảm bảo an toàn cao nhất. Khi mà nguy cơ bùng phát dịch COVID trong thời điểm hiện tại đang là rất là cao, thế trong khi đó thì nhân viên y tế chúng tôi được xác định là những nhân viên y tế tuyến đầu sẵn sàng tham gia phòng chống dịch COVID. Chính vì vậy mà tôi cho rằng là tất cả nhân viên y tế của chúng tôi đều cảm thấy rất là mong muốn và cũng rất là yên tâm khi mà tham gia tiêm vaccine COVID trong cái đợt này. Ngành Y tế Ninh Bình đã chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan lập danh sách đối tượng ưu tiên, các trường hợp cần tiêm trước và đưa vào diện tiêm chủng đợt 1. Để công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện về kho lạnh, phương tiện chuyên chở để vận chuyển, bảo quản vaccine theo đúng quy định. Thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch rất là chi tiết, giao cho các cái đơn vị mà được phân công làm các cái điểm tiêm chủng đợt này, xây dựng cái kế hoạch rất là cụ thể để triển khai, chuẩn bị cả về con người, trang thiết bị để mà triển khai đảm bảo cái tiêm chủng an toàn. Hiện Ninh Bình đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 cho 198 đối tượng ưu tiên, trong đó ghi nhận 120 trường hợp có các phản ứng ở mức độ nhẹ, đang được theo dõi. Ngành y tế cũng động viên các cán bộ, bác sĩ yên tâm tin tưởng vào hiệu quả của vaccine, tích cực tuyên truyền cho người dân, bệnh nhân và người nhà hiểu rõ lợi ích khi tiêm chủng, góp phần bảo vệ sức khỏe toàn dân. Đồng thời rà soát các trường hợp chưa tiêm để tiêm vét, phấn đấu chiến dịch tiêm chủng đợt 1 trên địa bàn hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2021 theo quy định. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện cùng các đơn vị cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, các trường học trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh phải tổ chức nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế tại đơn vị. Đặc biệt, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tuân thủ đeo khẩu trang ngoài lớp học. Trường học cần tổ chức khai báo y tế sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, ngay khi có cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên di chuyển ra và vào Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý, cơ sở giáo dục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Các hoạt động giáo dục tập trung đông người trong nhà trường phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng chống dịch. Trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, thực hiện tinh thần chỉ đạo về việc phòng chống dịch bệnh của Thủ tướng Chính phủ, một số trường đại học đã chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến từ sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 để vừa phòng dịch, vừa đảm bảo tiến độ và chất lượng đào tạo. Cụ thể, các trường Đại học Tài nguyên Môi trường, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tài chính, Ngân hàng Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo tới sinh viên, giảng viên về việc điều chỉnh hình thức giảng dạy học tập từ trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 4 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Xuất phát từ mong muốn giải bài toán ô nhiễm từ nhiều vùng quê của Việt Nam, thầy trò đến từ khoa hóa và môi trường, Trường Đại học Thủy lợi đã sáng tạo loại khẩu trang có màng lọc được sản xuất từ rơm rạ. Và đề tài nghiên cứu khoa học này đã nhận được nhiều giải thưởng với ưu điểm sản phẩm có thể lọc được bụi mịn. Từ nguồn nguyên liệu sẵn có từ các vùng quê, các sinh viên khoa hóa và môi trường Đại học Thủy lợi đã dùng công nghệ để tách chiết rơm rạ, tạo ra màng nano sinh học. Tấm màng này được dùng trong sản xuất khẩu trang. Đề tài nghiên cứu xuất phát từ mong muốn giải bài toán ô nhiễm từ nhiều vùng quê Việt Nam và giúp phòng chống dịch COVID-19.
Em nghĩ là nếu mà ý tưởng này thành công thì bọn em sẽ là nguồn tiêu thụ chính cho cái các phụ phẩm nông nghiệp mà mọi người thường bỏ đi ạ. Thì chắc là sẽ không, khi mà phổ biến đến bà con nông dân thì sẽ không còn hiện tượng đốt rơm rạ nữa. Thay vào đó thì chúng em sẽ thu mua rơm rạ để tái chế thành những sản phẩm có giá thành cao. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam thải ra khoảng 50 triệu tấn rơm và hầu hết bị đốt bỏ ngoài đồng. Hiện nhiều quốc gia châu Á đã cấm đốt rơm rạ và thành phố Hà Nội đã cấm đốt rơm rạ từ đầu năm 2021. Đề tài sản xuất khẩu trang từ rơm rạ có thể tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào sẵn có này, cũng như giảm tác nhân gây ô nhiễm môi trường, khói bụi, che khuất tầm nhìn. Dùng cái cách đốt thì nó sẽ tạo ra cái ô nhiễm môi trường không khí, gây ra các cái bệnh liên quan đến đường hô hấp. Nếu mà chúng ta xử lý bằng ủ thì với cái khối lượng lớn và xử lý không đúng thì nó sẽ gây ra cái mùi và nó chiếm dụng cái không gian lớn. Cho nên chúng tôi đã phải nghĩ làm thế nào để sử dụng được cái rơm rạ đấy mà tạo ra những cái sản phẩm thân thiện với môi trường. Mỗi phút trên thế giới đang vứt bỏ khoảng 3 triệu chiếc khẩu trang. Rác khẩu trang gây ra các chất độc hại cho môi trường. Trong khi đó, khẩu trang từ rơm rạ không gây hại môi trường bởi chỉ cần thay màng lọc là có thể tái sử dụng, giúp giảm rác thải y tế. Trên thế giới thì cái kỹ thuật mà làm các cái màng lọc nano thì đã cũng có. Tuy nhiên mà cái thiết bị mà làm màng lọc ấy thì rất là đắt tiền và phức tạp. Ở Việt Nam thì chưa có một cái quá trình mà đơn giản hóa các cái kỹ thuật này, thì phòng thí nghiệm chúng tôi là đơn giản hóa cái kỹ thuật này để làm sao nó phù hợp với các cái điều kiện của Việt Nam. Với những ưu điểm tận dụng được rơm rạ, lại giảm ô nhiễm môi trường, giúp phòng chống COVID-19, đề tài đã được trao giải tại cuộc thi sáng tạo Bách Khoa năm 2020 của nhóm các trường đại học. Việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong nhà trường, các sinh viên đã cùng thầy cô nuôi dưỡng đam mê khoa học, tạo ra những sản phẩm hữu ích cho cuộc sống. Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia đã chính thức áp dụng thuế chống bán phá giá từ 7,81% đến 23,84% đối với thép không gỉ cán nguội của Việt Nam. Cụ thể, Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia vừa ban hành kết luận cuối cùng trong vụ điều tra chống bán phá giá đối với thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Việt Nam và Indonesia. Theo thông báo, mức thuế chống bán phá giá trên có hiệu lực áp dụng trong vòng 5 năm. Ở chiều ngược lại, trong tháng 4 vừa qua, Bộ Công Thương đã áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hình chữ H từ Malaysia do nhập khẩu tăng mạnh, gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép hình chữ H trong nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay mùng 2 tháng 5, chỉ số tia cực tím UV cực đại khu vực Bắc Bộ có nguy cơ gây hại cao đến rất cao, phổ biến ở mức từ 7 đến 9,3 trong khoảng từ 11 đến 12 giờ. Khu vực Trung Bộ, Nam Bộ đều có nguy cơ gây hại rất cao, phổ biến ở mức 7,5 đến 9,7 trong khoảng từ 10 đến 12 giờ. Các nhà khoa học cho rằng việc tiếp xúc quá lâu với tia UV sẽ gây tổn thương và có nguy cơ dẫn đến ung thư da. Hơn nữa, việc cháy nắng có thể làm thay đổi sự phân bố và chức năng của các tế bào bạch cầu suốt trong 24 giờ sau khi tiếp xúc với ánh nắng. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại lâu dài sẽ gây hại nhiều hơn đến hệ thống miễn dịch của con người. Thưa quý vị và các bạn, những thanh niên từ nhiều vùng quê, ở nhiều gia đình theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ở độ tuổi 18 đôi mươi, khi bạn bè cùng trang lứa còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhiều người còn chưa biết nấu cơm, chưa biết làm việc nhà, thì vào môi trường, đặc biệt là quân đội, họ đã thay đổi như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Những động tác dứt khoát, khỏe khoắn, những thanh niên với thân hình vạm vỡ, cường tráng, và gần như ai cũng tự tin khi thực hiện công việc nhiệm vụ của cá nhân mình. Đó là những gì mà các chiến sĩ trẻ đã rèn luyện được khi nhập ngũ tại Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325. Thực hiện các hoạt động như thể dục thể thao, rồi tăng gia sản xuất, như là học điều lệnh điều lệ, học chính trị, rất nhiều nội dung, thì dần dần làm quen với môi trường quân đội. Sau 2 tháng thì được học tập các môn thể dục thể thao thì tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn khi ở ngoài, mọi công việc làm đều trôi chảy hơn. Vào môi trường quân đội, ngoài việc học tập, ăn, ngủ, nghỉ đúng giờ, các chiến sĩ trẻ còn được học cách trồng rau, tăng gia sản xuất để phục vụ thiết thực cho cuộc sống của mình. 3 tháng huấn luyện tân binh, làm quen với việc sử dụng thành thạo súng đạn, thao trường, bãi tập cũng là một điều kiện bắt buộc đối với các chiến sĩ mới. Sau khi nhập ngũ được hơn 1 tháng
tôi cảm thấy mình rất trưởng thành và dần quen với các quy định của đơn vị, và chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó. Khi vào trong đến đơn vị thì đội ngũ cán bộ từ các cấp, từ trung đội, đại đội và tiểu đoàn thường xuyên nắm bắt cũng như là trao đổi tâm tư nguyện vọng, tạo cho các em một môi trường huấn luyện cũng như là đào tạo rèn luyện trong môi trường quân ngũ thật tốt. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc gia đình thăm gặp các chiến sĩ trong 3 tháng huấn luyện tân binh không được thực hiện. Vì thế, lãnh đạo chỉ huy trong đơn vị đã tạo mọi điều kiện để chiến sĩ mới liên lạc về gia đình, động viên kịp thời để chiến sĩ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Việc không được thăm gia đình ấy, thì chúng tôi đã tổ chức cho anh em là liên lạc với gia đình qua các kênh thông tin đấy, và đã được kiểm duyệt. Thì hiện nay thì đến hiện nay thì tình hình tư tưởng của bộ đội đấy, bảo đảm tốt, thì chúng tôi qua hơn một tháng tôi thấy là cái chất lượng đấy, huấn luyện đấy, của chiến sĩ mới thì vẫn bảo đảm. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu là khẩu hiệu mỗi người lính luôn ghi nhớ để có thêm quyết tâm vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập. 3 tháng huấn luyện sẽ là thời gian không thể nào quên của các chiến sĩ, khi chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, họ được trang bị đủ các kỹ năng để sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt nhất, để chiến đấu với kẻ thù, bảo vệ nền hòa bình, độc lập của nước nhà.